Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu cho mọi người. Sẽ vây này. Đuôi cá này. Cua làm vua. Đây chưa có một sáng mình tô cái này muốn màu đen này. Cá này vẫn sẽ tô. Thank you.
Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha bạn. Đầu tiên mình sẽ tô tai con báo nha bạn. Giờ mình sẽ tô đến phần vây của con cá mập nha bạn. Đấy, giờ mình sẽ tô đến máy tính của người làm việc. Giờ mình sẽ tô đến quần của người làm việc nha bạn. Quần nó hồng lại. Mình sẽ tô đến phần mặt của con báo nha bạn. Tiếp tục là vây lưng. Mình sẽ tô vây lưng con cá mập nha bạn. Mình sẽ tô phần bụng của con cạn, con báo cũng màu hồng nha bạn. Bây giờ mình sẽ tô đến phần đuôi. Đuôi của con báo như vậy. Giờ mình sẽ tô phần lưng của con cá mập như vậy. Mình sẽ đi vào chi tiết cái bàn. Mình sẽ đi tô cái bàn như vậy. Nhà mình sẽ tô đến chân con báo các bạn. Giờ mình sẽ tô nốt chân sau các bạn. Mình sẽ tô nốt đến phần chân bàn. Giờ mình sẽ tô đến phần mặt và phần bụng của con cá mập nha bạn.